Cô xin chào tất cả các bạn sinh thân mến nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video của cô ngày hôm nay. Và ở trong video này thì cô sẽ tiếp tục ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 để giúp chúng ta củng cố kiến thức trong kỳ nghỉ hè này nhé. Và bây giờ để học cùng cô thì mời các bạn cùng chuẩn bị sách ô ly toán và bút để chúng ta cùng thực hiện cho tiết học ngày hôm nay nhé. Và ở tiết học ngày hôm nay thì cô sẽ ôn luyện cho chúng ta kiến thức qua đề số 2. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng về phía màn hình để chúng ta sẽ đi thực hiện các bài tập trong đề số 2 này nhé. Bài 1. Hãy quan sát lên màn hình và đọc cùng cô. Bài 1. Đặt tính rồi tính. Như các bạn đã biết, ở bài tập số 1 này chúng ta gồm có 2 yêu cầu. Đó, yêu cầu thứ nhất là yêu cầu đặt tính và yêu cầu thứ hai là yêu cầu tính, đúng không nào? Và đây là cô sẽ có các phép tính trong bài tập số 1. Để thực hiện được bài tập số 1 này thì cô yêu cầu chúng ta sẽ thực hiện nhanh các phép tính ra sách ô ly toán. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện đối chiếu kết quả với kết quả của cô nhé. Bây giờ mời các bạn cùng thực hiện. Sau thời gian làm việc với sách ô ly toán như vậy thì mời các bạn cùng hướng về phía màn hình để chúng ta đối chiếu kết quả với bài của cô nhé. Chúng ta đi vào ý A. 257 cộng 31, cô được kết quả là 288. B. 629 cộng 40, cô được kết quả là 669. C. 318 trừ đi 106, cô được kết quả là 212. D. 795 trừ đi 581 bằng 214. Vậy thì ở đây chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 1. Có bao nhiêu bạn có kết quả thực hiện đúng như ở bài tập số 1 của cô thì các bạn sẽ bình luận số 1 xuống dưới video cho cô nhé. Và như các bạn đã thấy ở bài tập số 1 mà chúng ta vừa hoàn thành, ở đây trước tiên người ta củng cố cho chúng ta kiến thức, đó là dạng bài đặt tính rồi tính, đúng không nào? Và qua 4 phép tính mà chúng ta vừa thực hiện thì người ta đã củng cố cho chúng ta kiến thức, đó là phép cộng và phép trừ không nhớ trong phạm vi 1.000 đấy, đúng không nào? Và bây giờ mời các bạn cùng chuyển sang bài số 2. Bài 2, khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 1. Tam giác ABC có các cạnh lần lượt là 120mm, 300mm và 240mm. Tính chu vi của hình tam giác ABC là A. 606mm, B. 660mm, C. 660cm và D là 606cm. Vậy thì để biết đâu được đáp án đúng cho câu số 1 này thì các bạn cần phải nhớ cho cô cách tính chu vi của hình tam giác, đúng không nào? Vậy thì như các bạn đã thấy là chúng ta đã biết được độ dài của các cạnh lần lượt trong hình tam giác ABC, đã biết rồi. Vậy thì cô sẽ nhắc lại nhanh cho chúng ta cách tính chu vi của hình tam giác nhé. Muốn tính chu vi của hình tam giác, chúng ta chỉ việc lấy độ dài các cạnh cộng lại với nhau. Vậy thì ở đây sau khi đã biết được độ dài các cạnh rồi thì chúng cô chỉ việc lấy thực hiện là nháp cho cô phép tính 120 cộng 300 và cộng 240.
Sau thời gian thực hiện tính thì cô sẽ có được kết quả đây là 660. Và như các bạn đã thấy, đơn vị ở đây đã cho đó là mm. Vậy trong các ý A, B, C, D thì cô thấy ý B là ý đúng, thì cô khoanh vào ý B các bạn nhé. Tiếp theo, hai nhỏ. Lúc 8 giờ đúng. A, kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 6. B, kim ngắn chỉ số 12, kim dài chỉ số 6. C, kim ngắn chỉ số 8 và kim dài chỉ số 12. D, kim ngắn chỉ số 8 và kim dài chỉ số 3. Như các bạn đã được học về giờ và ngày, đúng nào? Một ngày của chúng ta thì gồm có 24 giờ. Và đối với mỗi 1 giờ thì chúng ta sẽ có kim ngắn chỉ đúng vào số đó. Ví dụ là 8 giờ thì kim ngắn sẽ phải chỉ vào số 8. Còn giờ đúng thì các bạn đã được học rồi, kim dài sẽ là kim chỉ phút, sẽ luôn luôn phải chỉ vào đúng số 12. Vậy thì ở đây cô thấy ý C, kim ngắn chỉ số 8 và kim dài chỉ số 12 chính là 8 giờ đúng, thì cô khoanh vào ý C nhá. Ba nhỏ, các số 456, 623 và 142 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là. Và bây giờ mời các bạn cùng quan sát vào ý A, B, C và D. Để chọn được ý nào đúng cho câu số 3 này thì mời các bạn cùng thực hiện ra nháp. Chúng ta xem đâu là dãy số đúng cho câu số 3 này nhé. Sau khi chúng ta cùng thực hiện thì mời các bạn cùng quan sát vào 3 số đã cho. Trước tiên cô thấy là số 142 là số bé nhất, sau đó lên số 456 và số cuối cùng là số 623. Và quan sát nhanh ở các phép tính đáp án này thì cô thấy đáp án D là đáp án có thứ tự từ bé đến lớn, đáp ứng đủ nhu cầu của bài thì cô sẽ khoanh vào ý D nhé. Mời các bạn cùng chuyển sang ý 4 nhỏ. X chia 2 bằng 0, vậy x là A, x bằng 1, B, x bằng 2 và C là x bằng 0 và D là x bằng 4. Vậy thì các bạn cần phải quan sát vào biểu thức tìm x này. X ở đây chính là số bị chia mà chúng ta đang cần tìm. Vậy muốn tìm số bị chia chúng ta làm như thế nào các bạn? Cô nhắc lại chúng ta cùng thực hiện nhé. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Vậy thương ở đây là 0 và nhân với số chia là 2 thì chúng ta được mấy đấy? À, 0 mà nhân với số nào khác 0 thì có kết quả đều bằng 0. Vậy thì ở đây cô sẽ khoanh vào ý C, x bằng 0. Bài 3 số. Các bạn cùng quan sát vào bảng người ta cho chúng ta ở đây gồm có 2 cột. Cột thứ nhất là cột đọc số và cột thứ hai là cột viết số. Vậy thì bây giờ mời các bạn cùng chú ý đến màn hình, chúng ta cùng đi thực hiện từng dòng một nhé. 109 là đọc số thì chúng ta viết số như sau. Như trên bảng cô viết 321, 906, 222 và 640. Vậy là cô đã thực hiện nhanh được bài tập số 3 rồi. Rồi đấy, ở đây người ta yêu cầu chúng ta viết và đọc số cho số có 3 chữ số, đúng nào? Mời các bạn cùng chuyển sang bài tập số 4 với yêu cầu bài là tính. A. Dãy tính 3 x 6 cộng 41. Đối với dãy tính này thì chúng ta sẽ đi thực hiện dấu tính nhân trước, sau đó mới thực hiện sang dấu tính cộng các bạn nhé. Cô có 3 x 6 bằng 18 cộng 41 và bằng 59. Tương tự ý B, 45 chia 5 trừ 5, cô có 45 chia 5 bằng 9 trừ 5 và kết quả cuối cùng là 4. Ở đây thì chúng ta đã thực hiện các dãy tính và các bạn lưu ý chúng ta thực hiện dấu nhân và dấu chia trước, sau đó mới đến dấu cộng và dấu trừ các bạn nhé. Bài 5 tìm x. A, x chia 4 bằng 5. Để tìm được x thì các bạn cùng quan sát xem x ở đây là gì. Như các bạn đã thấy, x ở đây là số bị chia chưa biết, thì cô chỉ việc có x, hạ x này,
bằng cô lấy thương là 5, cô nhân với số chia là 4 để cô được x bằng 20. Đúng nào? Tương tự sang ý B. 3 nhân x bằng 20. Các bạn thấy ở đây là dấu tính nhân. Vậy thì x ở đây là một thừa số chưa biết trong một tích. Vậy thì ai nhớ nhanh cho cô xem muốn tìm một thừa số chưa biết trong một tích chúng ta thực hiện như thế nào? À, cô nhắc lại nhá. Muốn tìm một thừa số chưa biết trong một tích, ta chỉ việc lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vậy tích ở đây là 24 và thừa số đã biết là 3, thì chúng ta tìm được thừa số còn lại không? Chắc chắn là có, đúng nào? Cô có x bằng tích là 24 chia cho thừa số đã biết là 3 thì cô sẽ có x bằng 8. Vậy là đến đây chúng ta thực hiện nhanh được câu số bài tập số 5. Và ở đây thì củng cố cho chúng ta kiến thức đó là tìm số bị chia và tìm thừa số đấy các bạn ạ. Mời các bạn cùng chuyển sang bài số 6. Để thực hiện được bài số 6 này thì mời các bạn cùng hướng về phía màn hình để chúng ta đọc thật kỹ bài cho bài số 6 này nhé. Nhà bác Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà bác Thoại thu hoạch nhiều hơn nhà bác Hùng là 140kg. Hỏi nhà bác Thoại thu hoạch được bao nhiêu kg mận? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đưa ra dữ kiện của bài toán và sẽ lấy dữ kiện của bài toán này đưa vào phần tóm tắt cho cô nhé. Cô có này, nhà bác Hùng thu hoạch được 259kg mận. Vậy thì cô sẽ đưa dữ kiện đầu tiên của bài vào tóm tắt. Nhà bác Hùng thu hoạch được 259kg mận. Tiếp theo, bài cho chúng ta biết nhà bác Thoại thu hoạch nhiều hơn nhà bác Hùng là 140kg mận. Thì cô sẽ đưa tiếp dữ kiện này vào phần tóm tắt. Và bài hỏi nhà bác Thoại sẽ thu hoạch được bao nhiêu kg mận. Cô tiếp tục đưa phần hỏi này vào phần tóm tắt. Sau khi đã đưa dữ kiện của bài toán vào phần tóm tắt như vậy rồi, thì đây chính là phần tóm tắt chính xác cho bài tập số 6 này. Và đây là cô thực hiện tóm tắt bằng lời văn. Và cách thứ hai các bạn có thể thực hiện tóm tắt ra sách ô lý toán, đó là thực hiện tóm tắt bằng sơ đồ mà chúng ta đã được học, đúng nào? Vậy thì các bạn nhìn nhanh cho cô xem ở bài tập số 6 này là dạng toán gì chúng ta đã được học? À, chắc chắn là dạng toán nhiều hơn, đúng nào? Và đã dựa kiến thức đã học thì chúng ta sẽ cùng chuyển thực hiện giải bài toán này nhé. Bài giải. Ở đây cô có lời giải như sau. Số kg mận nhà bác Thoại thu hoạch được là. Và đã là dạng toán nhiều hơn thì chúng ta sẽ sử dụng phép tính cộng. Đúng nào? Thì đầu tiên cô sẽ lấy số kg mận của nhà bác Hùng cộng với số kg nhà bác Thoại hơn nhà bác Hùng thì cô được kết quả. Mời các bạn thực hiện nhanh cho phép tính 259 cộng 140. Cô được kết quả là 399. Và đơn vị ở đây là kg. Đáp số là 399kg mận. Và đây chính là lời giải chính xác cho bài tập số 6 với dạng bài toán giải lời văn với dạng toán nhiều hơn, đúng nào? Và bài tập số 6 này cũng chính là bài tập cuối cùng trong đề số 2 ngày hôm nay cô muốn giới thiệu tất cả các bạn. Đến đây thì cô xin gửi lời chào tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ trở thành con ngoan trò giỏi và ôn luyện thật tốt kiến thức trong kỳ nghỉ hè này nhé. Đừng quên cho cô một lượt đăng ký kênh, một lượt thích và hãy chia sẻ tới bạn bè để cùng ủng hộ cô ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.